Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Nay chúng ta cùng khám phá đại chiến giữa Godzilla và Gigan nhé. Django tới công ty để nộp lại bản vẽ của mình. Anh ấy đã thiết kế yêu cầu thành một con quái vật Sakura. Trợ lý chủ tịch cảm thấy những gì mà Django đang nói thật ngớ ngẩn. Anh kệ mẹ luôn. Sau đó Django tới tìm một cô gái. Cô ấy muốn anh đi tới một công ty khác, nơi đó đang tiến hành xây dựng tháp Godzilla. Tòa tháp Godzilla dần được hoàn thiện. Bên trong nó sẽ là một bảo tàng dành riêng cho tất cả những con quái vật trên thế giới. Ông trợ lý chủ tịch và Django đang bàn với nhau về mô hình của tháp Godzilla. Ông ta định biến nơi này thành khu vui chơi của đám trẻ em, bởi vì trong tâm trí của trẻ thơ, quái vật và hòa bình thường đi đôi với nhau. Và tất nhiên ông muốn Django tạo ra nhiều quái vật hơn để đám trẻ có thể thỏa thích vui chơi. Ông ta cũng đã từng nghĩ đến việc đưa quái vật từ đảo về. Nhưng nếu làm vậy, những con quái vật sẽ khó mà yên ổn được, đặc biệt là Godzilla. Tên trợ lý định sẽ đặt một mô hình trong công viên. Như thế những con quái vật sẽ bị xóa sổ. Django quay lại phòng làm việc của mình. Anh ấy than thở rằng mình không hề thích công việc này một chút nào. Django đang chuẩn bị bản vẽ Sakura và Mamagan mà tên quản lý yêu cầu. Tại thế giới trẻ em, Django vô tình va phải một cô gái trẻ. Giây tiếp theo tên trợ lý chạy tới hỏi anh có nhìn thấy cô gái nào không. Django không hiểu cái gì đang diễn ra, đành bịp tên trợ lý bằng cách chỉ nhầm hướng. Anh đứng thẫn thờ một hồi rồi cầm cuộn băng tiến vào trong một căn phòng. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, anh được nhận lệnh triệu tập đến phòng chủ tịch ngay lập tức. Ok, thích thì chiều thôi. Khi bước vào, người đầu tiên anh nhìn thấy một thanh niên mặc áo cam. Chủ tịch đang ngồi nghiên cứu về quỹ đạo của không gian. Lúc này tên trợ lý bước vào báo cáo họ đã làm tuột mất Machiku. Machiku ấy chính là kẻ thù của hòa bình. Cô ta muốn phá hủy những gì mà chủ tịch đang xây dựng để đem lại hòa bình cho nhân loại. Bên ngoài, Machiku đến tìm Django và năn nỉ anh đưa trả mình cuộn băng. Nhưng Django không đồng ý giao trả. Bất ngờ anh bị ngất lịm đi. Ngay sau đó được Machiku đưa vào phòng riêng. Django vừa tỉnh dậy liền hỏi Machiku có phải là kẻ thù của hòa bình hay không. Machiku bắt đầu ngồi phân bua về thân phận của mình. Anh trai của cô ấy đã đi tới khu vui chơi làm việc 3 ngày hôm nay nhưng chưa thấy về. Machiku tới đó cũng chỉ là vì muốn tìm anh trai mà thôi. Ban đầu cô ấy tưởng anh trai mình làm việc chăm chỉ. Nhưng sau khi Machiku đọc trộm nhật ký của anh trai mới biết đó là một tổ chức dị hợm. Cuộn băng mà cô lấy có chứa bí mật của tổ chức đó. Dường như tổ chức đó đã bắt nhốt anh trai của cô trước rồi. Django lúc này mới nói ra tung tích của cuộn băng đó cho hai người. Ở tháp Godzilla, tên trợ lý nhắc nhở anh trai của Machiku đừng nghĩ đến chuyện tạo phản. Chủ tịch cam đoan sau khi công việc của họ hoàn thành, Shima sẽ được trở thành người quan trọng nhất trong lĩnh vực điện tử. Ở nhà, Machiku và người của cô đang thử chạy cuộn băng. Bên này, chủ tịch ra lệnh cho cấp dưới của mình thay đổi lệnh của cuộn băng. Chỉ có Godzilla mới hiểu được ý nghĩa của cuộn băng, con người sẽ không thể nào hiểu được. Ở đảo quái vật, Godzilla ra lệnh cho Anguirus kiểm tra khu vực ngay lập tức. Sáng hôm sau, như thường lệ, Django tới tháp Godzilla làm việc. Anh tới đưa bản thiết kế mà tên chủ tịch muốn. Vì không có hắn ở đó nên anh đưa cho tên cấp dưới luôn. Sau khi về nhà, Django đưa cho Machiku một món đồ. Machiku vừa xem xong liền nhận ra đây là đồ vật của anh trai mình. Django khẳng định anh trai của cô đang ở tháp Godzilla, chỉ là không biết vị trí chính xác của anh ấy. Theo Django, tên chủ tịch là một người thông minh. Hắn ta rất giỏi về toán học và chẳng ai biết hắn ta đang định làm trò gì. Một nhóm ba người quyết định tìm hiểu sâu về tên sếp và đám người của hắn. Đây là cách duy nhất để họ có thể biết được hắn ta đến từ đâu. Địa điểm đến đầu tiên của họ là tòa nhà chính. Django cho biết tiền của Liên đoàn Quốc tế Trẻ Em đều đến từ đóng góp cá nhân. Vậy nên họ có làm gì, tiêu bao nhiêu tiền cũng chẳng ai biết. Anh chàng chủ tịch là người Yamano. Anh ta tên là Fumio, năm nay 17 tuổi. Django và đồng đội của anh đã tới nhà Fumio để tìm cậu ta. Nhưng họ lại nhận được tin như sét đánh ngang tai, Fumio đã qua đời được một năm. Django không thể tin được vì chính mắt anh đã thấy Fumio xuất hiện ở Tokyo. Nhưng người cha của Fumio khẳng định rằng mình chính là người đã làm nghi thức cuối cùng cho cậu ấy. Trước khi đi, Django đã kể với người làng của Fumio về chuyện anh ấy đang lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận. Ông lão cho biết Fumio đã qua đời trong một vụ tai nạn trên núi Yamano. Lúc này, chủ tịch đã nhận được một tin nhắn ở trụ sở chính. Kế hoạch được phê duyệt, hắn cho kích hoạt cuộn băng hòa bình. Đúng lúc này, có người vào báo tin Anguirus đang tiến vào vịnh Sagami. Lực lượng tự vệ và lực lượng mặt đất được huy động vào vị trí.
chính phủ ra lệnh sơ tán người dân đến vùng an toàn. Anguirus đang từ từ tiến dần về phía bờ biển. Chỉ huy trưởng hô vang khẩu lệnh, mọi ánh đèn đồng loạt được bật lên. Sau đó là hàng trăm ngòi đạn lao như bay về phía con quái vật. Anguirus đứng sừng sững một hồi thì cũng quay người rời đi. Chỉ huy trưởng vẫn ra lệnh cho cấp dưới xả súng liên tục không ngừng nghỉ. Tại tháp Godzilla, cấp dưới hỏi chủ tịch cách đối phó với Shima như thế nào. Đúng lúc này, Zengo cũng lén lút lẻn vào tháp để gặp Shima. Hai người còn chưa kịp trùng phùng thì tên cấp dưới xuất hiện. Zengo chỉ đành nói dối là mình tới đây để nộp bản thiết kế của Sukura và Mamagun. Nhưng rõ ràng tên cấp dưới không mấy tin lời Zengo nói. Hắn ta bảo Zengo nếu không còn việc gì nữa thì mau cút về nhà. Khi Zengo vừa rời đi, tên chủ tịch liền xuất hiện. Hắn muốn thêm anh ấy vào danh sách những mẫu vật thú vị của chúng. Về đến nhà, Zengo nói với Machiku chuyện anh trai cô bị giam trong tháp Godzilla. Đúng lúc này, đám người của chủ tịch bước vào. Đến bây giờ, chúng đã biết người thực sự ăn cắp cuộn băng là ai. Trong tình thế nguy cấp, cô gái áo đỏ bước vào dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Sau đó, bốn người tới trụ sở cảnh sát báo cáo việc chủ tịch đang giam giữ người trái phép. Bất ngờ có một thông báo vang lên, Anguirus và Godzilla đang hướng tới quận Kanto. Chủ tịch cho kích hoạt cuộn băng ngay tức khắc. Họ đã chờ cơ hội này rất lâu rồi. Ở ngoài vũ trụ, vô số con quái vật khác cũng bắt đầu lộ diện. Godzilla và Anguirus vẫn đang hừng hực tiến về phía trước. Zengo và đồng đội của anh đang nấp dưới tháp Godzilla. Họ đang lên kế hoạch giải cứu anh Shima. Để tránh bị phát hiện, họ quyết định leo thang bộ lên trên đỉnh. Zengo vừa cứu được Shima, ba người vừa đi ra liền bị tên cấp dưới bắt ngay tại trận. Hắn đưa cả ba người tới phòng của chủ tịch. Sau đó hắn cho ba người xem hình ảnh trái đất đã bị tàn phá ra sao. Chính vì vậy mà họ đã tự xây dựng một nền văn minh bằng công nghệ mới của riêng mình. Đột nhiên toàn bộ căn phòng bị ngắt điện. Công tắc vừa được bật lên, một con rắn khổng lồ xuất hiện, tí thì thay bỉm cả đám luôn. Lúc này nhân viên thông báo họ phát hiện hai con vật đang xuất hiện trong radar. Một con là quái vật không gian King Ghidorah, còn con thứ hai chính là Gigan. Nghe được thông báo, lực lượng phòng vệ lập tức di chuyển về căn cứ. Những con quái vật đó được điều khiển bởi các chương trình in trên hai cuộn băng. Chúng bay quanh tháp Godzilla gào gú như hát karaoke. Tên chủ tịch cho biết chính anh đã phái hai con quái vật tới Tokyo để phá hủy thành phố. Tia lửa của King Ghidorah đi tới đâu, mọi thứ cháy cạnh tới đó. Còn Gigan sử dụng máy cắt ở lưng cắt nát tường nhà, Gigan chắc chỉ thua máy cắt cỏ thôi nhỉ. Hai con quái thú hợp lực chẳng mấy chốc thành phố Tokyo trở thành một đống phế liệu. Rất nhanh lực lượng phòng vệ đã được điều đến hiện trường, nhưng những viên đạn đối với chúng cũng chỉ là muỗi đốt inox. Hai con quái thú hả hê về những chiến tích của mình. Trên biển, Anguirus và Godzilla đang chậm rãi bước vào đất liền. Ơ kìa, Godzilla ngày xưa bơi bằng tay luôn mà, ha ha. Chúng vừa đi vừa điên cuồng gào thét. King Ghidorah lúc này đã tấn công gần về phía cảng biển. Nó đi đến đâu khè lửa thiêu rụi vạn vật đến đó.
chục chiếc máy bay chiến cũng đuổi kịp tới nơi. Các phi cơ liên tục thả đạn vào mồm Gigan nhưng nó vẫn đứng sừng sững không có dấu hiệu gục ngã. Vài chiếc máy bay tiến lại gần thì bị con quái thú hất tung lên thiên đường luôn. Tên cấp dưới đang hả hê vì kế hoạch của họ đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bên ngoài, King Ghidorah vẫn đang không ngừng phá hủy mọi thứ bằng sức mạnh của mình. Shima đang lo lắng cùng Zengo quan sát diễn biến của trận đại chiến. Cuối cùng sau bao cố gắng, Godzilla đã xuất hiện. Tất nhiên nó cũng là một phần trong kế hoạch của chủ tịch. Việc tiếp theo là họ phải dụ Godzilla tới công viên và tiêu diệt nó. Bốn con quái vật bắt đầu giao đấu. Mới đầu King Ghidorah khè lửa hôn Godzilla, nhưng con quái vật huyền thoại của chúng ta nào chịu khuất phục. Nó khò một cái khiến Gigan ngã rúi rụi. Thấy đồng minh bị dằn mặt, Ghidorah cũng liên tiếp nhả đòn phản công. Godzilla sau một hồi bị ăn đòn túi bụi thì nằm lăn ra đất không đứng dậy nổi. Bên phía tháp Godzilla, Machiku sau một hồi rình rập đã bắt đầu hành động. Hai người cho thả một quả bóng lên tầng cao nhất của tháp. Zengo và người của anh nhận lệnh đỡ lấy quả bóng. Họ thông qua đường đó mà tuồn xuống dưới. Chưa đi được bao xa, quả bóng nổ cái đoàng. Cứ như thế, năm người đã trốn thoát thành công. Bên này, Godzilla bị King Ghidorah giật điện nhảy cả tưng cả tưng. Godzilla đang tiến gần về phía trường bắn. Bốn con quái thú vẫn trao nhau yêu thương không ngừng. Godzilla ngã ngửa bị Gigan tẩm quất liên tục vào người. Shima và Zengo đến gặp ngài chỉ huy để tìm ra giải pháp kịp thời. Nhưng bây giờ toàn bộ lực lượng phòng vệ đang ở chiến trường rồi. Ngài chỉ huy chỉ đành lực bất tòng tâm. Godzilla lúc này đang gặp rắc rối. Nó bị hai con quái thai liên tục tấn công vào người. Giây tiếp theo, nó đã bị tia laser của tháp Godzilla bắn thẳng vào mắt. Godzilla đau đớn lăn lộn trên đất, giờ chỉ còn lại Anguirus chiến đấu một mình. Bên này, nhóm người Zengo lén lút đột nhập vào tháp. Nhân lúc Anguirus đang chiến đấu, Zengo nhanh chóng lấp đầy đồ vào trong tháp. Godzilla vẫn đang đau đớn mà không tài nào đứng dậy được. Ở trong tháp, tên chủ tịch vô cùng đắc ý vì những gì hắn muốn đang diễn ra rất thuận lợi. Đoàn một cái, văn phòng làm việc chính của tháp Godzilla bị phá tan tành. Tên chủ tịch trước khi nhắm mắt xuôi tay đã biến thành một con gián. Lúc này bên ngoài, với hào quang, nhân vật chính Godzilla đã đứng dậy. Gigan tiến về chỗ Godzilla, huých cho nó một cái vào mông. Godzilla yếu thế liên tục bị Gigan tấn công. Chẳng bao lâu nó đã ngã lịm dưới đất. Gigan và King Ghidorah cười hả hê vì đã đánh bại được Godzilla. Cú hất của Gigan đã là đòn bẩy giúp Godzilla khôi phục sức lực. Nó đứng dậy dùng đuôi quật cho Gigan một cái ngã xỉu. Hai con quái thú vờn nhau hết góc này đến góc khác. Anguirus cắn vào đuôi King Ghidorah thì bị nó nhấc bổng lên trời. Sau đó King Ghidorah thả Anguirus cái bịch xuống đất. Bên này, Godzilla đã áp đảo được Gigan. Tiếp theo, nó làm mồi nhử để Gigan tấn công Ghidorah. Anguirus cùng Godzilla song kiếm hợp bích. Anguirus dùng lưng của mình hất mạnh vào người King Ghidorah khiến nó ngã sấp mặt.
Godzilla điên cuồng dẫm vào cổ con quái thú ba đầu làm nó không thở nổi. King Ghidorah và Gigan không thể chống cự được nữa đành bỏ cuộc chạy lấy người. Hòa Quang nhân vật chính sao có thể xem thường được. Zengo và đồng minh của anh vui sướng khi thấy Godzilla đã chiến thắng. Đám người đứng nhìn hiện trường tháp Godzilla đã bị phá hủy mà mừng rơi nước mắt. Đột nhiên có một con rắn xuất hiện, Sima nói có thể lũ rắn sẽ kế thừa trái đất nếu như họ tiếp tục làm hỏng tài nguyên của nó. Hai anh em Anguirus cùng Godzilla bơi như ánh viên về đảo quái vật. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Nhớ like cũng như subscribe, bấm chuông thông báo để đón nhận những phim mới nhất từ Mưa. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.